ngành nhiên khi môi trường làm việc lại luôn là hạng mục nhận được số hồ sơ tham gia cao nhất. Môi trường làm việc được xem như là một chất xúc tác giúp cho cỗ máy doanh nghiệp của chúng ta có thể vận hành một cách trơn tru hơn và giúp cho người lao động có thêm năng lượng và sự đồng cảm trong công việc. Các doanh nghiệp dù lớn dù nhỏ, dù đã thành lập lâu đời hay chỉ mới phát triển thì đều xem môi trường làm việc như là cái nôi cho các hoạt động nuôi dưỡng tâm hồn của nhân viên mình. Nhưng bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với hạng mục môi trường làm việc tốt. Riêng ở hạng mục này thì hội đồng thẩm định đã quyết định trao giải thưởng cho 3 doanh nghiệp có môi trường làm việc theo bản sắc văn hóa Việt Nam và 3 doanh nghiệp có môi trường làm việc đa văn hóa. Xin mời quý vị chúng ta cùng đứng về màn hình. Trần Trọng Kim, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Minh sẽ lên công bố và trao giải hạng mục môi trường làm việc tốt. Xin được kính mời ông. Xin mời đại diện ban tổ chức sẽ trao kết quả cho ông Trần Trọng Kim. Tôn vinh các doanh nghiệp xây dựng văn hóa và môi trường làm việc tốt, tạo sự gắn kết và tinh thần thoải mái nên làm việc theo những giá trị của văn hóa doanh nghiệp. Đây là sự vinh danh cho những tổng cục của ban giám đốc, ban lãnh đạo và phòng nhân sự. Đây là mục đặc biệt từ trong quá trình chấm giải, ban tổ chức và hội đồng chấm quyết định cho ban bản chất đặc thù văn hóa Việt Nam. Đây là mục này sẽ có hai nhóm. Nhóm một, môi trường làm việc tốt gắn liền với văn hóa đặc thù Việt Nam là có 3 công ty. Đây là nhất tập đoàn FPT. Thứ hai Tân Cường Vinh. Và thứ ba Thế Giới Di Động. Nhóm hai môi trường làm việc tốt thể hiện sự đa năng hòa nhập với văn hóa quốc gia. Đầu tiên AIA Việt Nam. Intel Polak Việt Nam. Và cuối cùng Unilever Việt Nam. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời 6 doanh nghiệp chúng ta sẽ lên và chúng tôi xin được mời cái thứ tự AKB. Trước tiên xin được mời đại diện của AIA Việt Nam. AIA đã có chiến lược gắn kết nhân viên thông qua thông điệp thử thách trao quyền trưởng thành. Việc lên kế hoạch và triển khai hoạt động gắn kết nhân viên luôn gắn với các ưu tiên về chiến lược kinh doanh bảo đảm được nguyện vọng của từng bộ phận, từng nhóm đối tượng. Công ty tổ chức nhiều buổi offline chia sẻ kinh nghiệm, nghề nghiệp như mạng xã hội nội bộ, các công cụ bộ nhân viên, chương trình học mặt, Showroom, CEO, Coffee Chat, v.v. Và công ty luôn tìm cách kết hợp các hoạt động xã hội từ thiện trong các chuyến dã ngoại, không chỉ làm tăng gắn kết với nhân viên mà còn đa dạng hóa các hoạt động đóng góp cho cộng đồng. Tiềm khác biệt cốt lõi của FPT với các đơn vị khác là chất
nhận mọi người như họ vốn có, cả mặt mạnh và cả mặt yếu, điểm tốt và điểm chưa tốt. Văn hóa FPT là văn hóa ứng xử, tôn trọng cá nhân, đổi mới, đồng đội. Xin được chúc mừng FPT. Kế tiếp chúng tôi xin được mời đại diện của Intel Products Việt Nam. Các chương trình Intel Involve of Day Together đã khuyến khích nhân viên tham gia tích cực vào các hoạt động cộng đồng. Đây là điểm sáng trong văn hóa Intel. 95% nhân viên Intel tham gia vào các hoạt động cộng đồng, đóng góp hơn 100.000 giờ tình nguyện trong năm 2013. Văn hóa cảm ơn tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại tác động rất lớn đến việc khuyến khích truyền cảm hứng cho nhân viên. Văn phòng công ty được xây dựng trẻ trung với các trang thiết bị hiện đại như phòng họp đa phương tiện, hệ thống thư viện, không gian cho các hoạt động thư giãn khi nghe nhạc, đọc sách, sân cỏ mini và các câu lạc bộ. Hôm nay lần nữa xin được chúc mừng Intel Products Việt Nam. Tiếp theo chúng tôi xin được mời đại diện của công ty Tân Cường Minh, TCM Marketing Services. Tân Cường Minh với môi trường làm việc, một môi trường chăm sóc sức khỏe cho nhân viên, tận dụng tối đa điều kiện tự nhiên như ánh sáng mặt trời, không khí, góc trà xanh, bữa cơm đầy đủ dinh dưỡng vân vân. Môi trường tạo ra những khoảnh khắc vui vẻ cho nhân viên như ngày thứ hai vui vẻ, sân chơi cuối tuần, câu lạc bộ thể dục thể thao, phòng karaoke và spa, hai căn hộ ở khu hành sọt 5 sao Phan Thiết cho nghỉ dưỡng vân vân. Công ty luôn trân trọng và tưởng thưởng những đóng góp của nhân viên bằng chương trình Chiến binh thép, tri ân bậc cha mẹ nhân viên qua chương trình ơn nghĩa sinh thành. Mỗi chương trình chính sách của công ty phải được bảo đảm, truyền đạt thông suốt đến toàn thể nhân viên để mọi người duy trì nhất quán. Vâng, một tràng pháo tay để chúc mừng cho công ty Tân Cường Minh. Chúng tôi xin được mời đại diện của công ty Thế Giới Di Động. Văn hóa của Thế Giới Di Động là nền văn hóa phục vụ khách hàng. Trước hết bản thân từng nhân viên phải được chăm sóc, quan tâm, lắng nghe, chia sẻ từ các cấp lãnh đạo công ty một cách tốt nhất và chân thành nhất. Một nhân viên thật sự gắn kết khi họ thấy mình trưởng thành ở cả công việc và cá nhân, nhận thấy mình là một phần của tổ chức và tự hào là một phần của tổ chức ấy. Lấy nhân viên làm gốc và truyền thông đến nhân viên rất giản dị, thực tế. Thông qua hệ thống mail, báo cáo nội bộ, gặp gỡ định kỳ, ban lãnh đạo đi thực tế các siêu thị vân vân. Và CEO chính là người giữ lửa, truyền cảm hứng cho hơn 8.000 nhân viên, chia sẻ về văn hóa phục vụ tầm quan trọng của khách hàng để nhân viên có thể hiểu được giá trị của mình. Xin được chúc mừng công ty Thế Giới Di Động. Tiếp theo chúng tôi xin mời đại diện của Unilever Việt Nam. Đúng môi trường làm việc đầy sáng tạo, thiết kế phong cách mở, tạo cảm hứng và giúp nhân viên làm việc trong không khí năng động. Khái niệm Home Place Unilever là ngôi nhà mơ ước thứ hai của nhân viên. Ở công ty có khu bếp riêng, có căng tin, có hair spa, có form spa, các tác khu nhỏ, phòng gym, yoga v.v. để kích thích sự mong muốn được làm việc và cống hiến của nhân viên. Các hoạt động gắn kết nhân viên luôn đi kèm với các hoạt động và tiêu chí vì cộng đồng. Thành công trong kinh doanh đi đôi với việc làm cho cuộc sống của người Việt Nam mang lại sự tự hào cho mỗi nhân viên và tất cả các nhân viên đã đang làm việc trong môi trường đều cảm thấy tự hào vì đã góp phần không nhỏ cho những thành công của công ty. Xin chúc mừng Unilever Việt Nam. Và chúng ta sẽ được mời 6 doanh nghiệp xuất sắc ở hạng mục này. Chúng ta sẽ cùng tiến trở lại cuộc danh dự để cùng ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng nhất, đáng giá nhất của ngày hôm nay với hạng mục môi trường làm việc tốt. Xin được chúc mừng các doanh nghiệp. Xin được trân trọng cảm ơn tất cả quý vị đại biểu, quý vị khách quý và cảm ơn các doanh nghiệp đoạt giải.